Đây là một hành trình khám phá và trải nghiệm tắm suối khoáng nóng ở Trạm Tấu. Nào mọi người hãy cùng mình lên đường thôi nào. Sau khi đi đường to thì bây giờ bắt đầu đi vào cái đoạn đường nhỏ để đi vào Trạm Tấu. Cùng ngày thì cũng chỉ phóng được đến 50-60 km. Một giờ là nhanh lắm rồi. Không thể nào đi nhanh được hơn. 60 là bị nhanh quá. Mình còn cách Trạm Tấu khoảng tầm 10 km nữa. Khung cảnh ở đây đã lên khá là cao rồi. Mẹ ăn trầu. Con trầu tí húc vào, con trầu nó lao vào. Quay được quái mà. Tí húc vào con trầu, dạ màn quá. 10 km nữa nhá. 10 km nữa là mình sẽ đến Trạm Tấu. Xin chào. Trạm Tấu thì nó, nghe nói là nó khá là công nghiệp. Nhất là cái chỗ đoạn khu vực suối khoáng nóng Cường 2 của thầy giáo Cường, chuyên gia chặt chém. Nói là cái khung cảnh đây cực kỳ hùng vĩ. Cái đoạn Trạm Tấu này là lần đầu tiên mình đến nhá. Cung đường luôn nhỏ này. Mà xe to nó cũng chạy ở những cái cung này luôn. Mấy con 24 chỗ nó cũng chạy ở cái cung này. Mà mấy ông mới phi toàn âm luôn. Sợ thật. Cảnh đẹp quá. Dụng một thang này. Xua. Khiếp quá nhờ. Kinh quá. Mình còn cách Trạm Tấu ở đây ghi toàn cây 6 à. Cây 6, cây rưỡi. Trước mắt mình là có một cái cầu. Hình như cái cầu ấy là đi vào Trạm Tấu hay sao ấy. Chắc chắn rồi. Bắt qua một con sông này. Suối, một con suối, bắt qua một con suối này. Suối nước rất là xanh nhá. Đây mình sẽ đi qua một cái cầu. Có phải đi cầu không? Đúng rồi, mình sẽ đi qua một cái cầu, mình vào Trạm Tấu. Hello hello, xin chào Trạm Tấu. Mình đã đến Trạm Tấu nhá, Trạm Tấu. Xin chào quý khách. Mình đang tiến vào Trạm Tấu. Mình đang tiến vào Trạm Tấu nhá. Thị trấn Trạm Tấu. Lùa cũng tưởng không biết là xã ai, huyện hay là ấy. Bây giờ biết là thị trấn Trạm Tấu. Thị trấn Trạm Tấu mọi người nhá. Mình đã đến được thị trấn Trạm Tấu. Chị ơi, ở đây có cái suối nước nóng ở đâu nhỉ? Em phải đi cùng dưới. Dạ. Vâng, em cảm ơn. Đây cũng là đấy thôi. Cứ rẽ phải, từ đây ra là cứ rẽ phải thôi nhá. Ừ, xuống đường này cứ rẽ phải. Bể bơi khoảng nóng này. Để trái. Xem là ngon ngó mà. Đâu chưa nào? Đâu? Xuống. Xuống em vào. Hỏi ông chủ là chủ như thế nào? À, sợ quá, vừa leo quả nguy hiểm quá. À, đây là bể nước nóng Anh Chi này.
ở trạm tàu nha. Nước ở đây ấm ấm rồi chứ không nóng đâu. Nước ấm ấm rồi. Bây giờ là 10 giờ tối nhá. Mình bắt đầu ra đến cái suối khoáng nóng Anh Chi ở trạm tàu à. Ôi. Rồi đây cực kỳ lạnh. Nước bốc khói cực kỳ khiếp rồi. Wow. Em tắm muộn được không? Tắm muộn được anh ạ. Thoải mái à? Nước ẩm lắm nha. Đặc cấp lắm nha. Tí nữa mình sẽ xuống mình bơi thử. Mình đang ở cái suối nóng Anh Chi nhá. Một mình một map luôn. Nước cực kỳ nóng à. Bốc hơi này. Hôm nay thời tiết nó cực kỳ lạnh luôn. Đang ở suối nóng Anh Chi nha. Wow. Đẹp quá. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Ôi. Ôi, sâu quá. Đỡ lạnh hẳn ơi. Đây lạnh nhé. Wow. Đang ở cái bể nước nóng nha. Đang ở chỗ bể Anh Chi nha. Bể khoáng nóng Anh Chi. Thầy chị Ấn dậy bơi. Mình chỉ còn khoảng 900m nữa là mình đến được khu suối khoáng nóng của Cường 2. Nó là khu suối khoáng nóng của thầy giáo Cường nhá. Nổi tiếng ở khu vực trạm tấu này, nhất là cái dân địa phương ở đây người ta cực kỳ ghét thầy giáo Cường vì chặt chém. Đấy. Và rất nhiều khách du lịch đến đây người ta để người ta tắm cái suối gọi là suối Cường 2 này. Mục đích người ta đến trạm tấu người ta cũng chỉ để tắm suối Cường 2 này, nhưng mà đối với mình ấy thì không biết nó đẹp như thế nào, cảnh nó ra sao. Nhưng mình thì đang tiến lên cái suối Cường 2 để xem cái khung cảnh nó đẹp như thế nào mà chặt chém mà mọi người vẫn còn lao đầu vào người đến. Mình thì mình ưa thiên nhiên và ưa những cái gì dân dã, cho nên những cái gì mà chặt chém là mình chắc chắn là mình sẽ chả bao giờ mình thèm đến luôn ý. Chứ đừng có nói là đến để chơi. Đi mình vào đây em nào. Đây là vào hôm Tây Cường 2 nhá. Khoáng nóng Cường 2. Ở đây chặt chém nhá, 120.000 một vé vào. Mình thì mình cũng chả ham hố vào đây làm gì. À, nhưng được cái ở đây trong này thì khung cảnh nó thiên nhiên nó hoang sơ này. Wow, khung cảnh thiên nhiên đẹp đấy. Khu vực này khung cảnh thiên nhiên nó rất là đẹp này. Suối nhà Cường 2. À, nó có vài cái ruộng bậc thang. À. Đây là khu vực tối mọi người có thể vào đây này. Thế nào đây?
gửi xe ở đây, vào đây mất 50k tiền gửi xe. Lên cái chỗ này thì thấy bãi gửi xe mất 50k thôi quay về luôn. Mình bắt đầu tiến vào chỗ. Bây giờ mình đang quay lại cái điểm viewpoint nhá, để ngắm toàn bộ cái thị xã, thị trấn tạm Trạm Tấu này. Thì mình thấy cái view, điểm viewpoint hiện giờ nó đang cách mình 1,3 km. Thì mình đang tiến lên trên cái điểm viewpoint nhá, để mình ngắm cái cảnh Trạm Tấu, toàn cảnh về Trạm Tấu này xem. Đến đây thì thấy có một cái ngã rẽ trái này, bảo là mình đi vào cái đường đất đỏ này để mình lên cái điểm mà mình ngắm toàn bộ cái hình ảnh về thị trấn Trạm Tấu này. Và mình cũng thử phi lên xem, mình đi xe to này không biết mình có lên được không đây. Cứ lên thử nhá. Để lên cách đây 500m thôi, còn 450m nữa. À, đi lên đây là cái khu vực resort nhá, của người quá cố. Rất nhiều resort này. Boy. Lên trên này là có cái điểm cao để ngắm xuống về dưới đúng không anh? Phi lên đến nơi để mình ngắm toàn cảnh. Mình vẫn phải tiến tiếp đấy. Tiến lên kia thì mới có một góc toàn cảnh để ngắm cái view. Mình đang tiến lên cái điểm ngắm toàn cảnh thị trấn Trạm Tấu nhá. Cái đường nó đang xây lại. À, wow, cảnh đẹp quá. Phía trên này cảnh đẹp quá mọi người ơi. Mình lên đây mình sẽ bay một chút flycam nhá, để mình thấy được rõ toàn cảnh. Wow. Đây là toàn bộ hình ảnh về thị trấn Trạm Tấu nhá. Ánh sáng ở phía trên kia, ui, nói chung là nó làm ra một cái, những cái hiệu ứng nó rất là đẹp mắt và khủng khiếp. Ui, những cái hiệu ứng thị giác nó rất là tuyệt vời này. Đây là thị trấn Trạm Tấu nhá mọi người nhá. Đây là từ trên cao nhá, thị trấn Trạm Tấu từ trên cao rồi. Cảnh cực đẹp, cực đẹp luôn. Mình phải đi một đoạn khá là dài này. Đấy. Nhưng đoạn khá là dài, cái đường rất sóc và xấu nhá. Để mình lên được đến đây, lên được điểm chiêm cao này, để mình ngắm được cái toàn cảnh, cái khung cảnh Trạm Tấu. Theo cái quan sát của mình thì cái thị trấn Trạm Tấu ấy, cái điểm viewpoint nó vẫn ở phía trên nữa. Nó có một khoảng trống ở phía trên rất là rộng, để mình có thể mình hoàn toàn ngắm được cảnh. Cái chỗ này nó chỉ là một đoạn rất là ngắn và nhỏ của cái chỗ ngắm cảnh này thôi. À đây, lên phía trên này. À, nó có cái nhà sàn để cho mình có thể ngắm cảnh này. Toàn bộ hình ảnh với thị trấn Trạm Tấu à. Để mình lên thử xem mình ngắm cảnh nhá. À, viewpoint rồi, đây điểm viewpoint. Best view Trạm Tấu, mình lên ngó mà. Best view mình đang nghỉ rồi. Đây là best view Trạm Tấu. Đây là người ta làm dịch vụ rồi. Ấm áp nguồn suối bát ngát biển mây, best view. À đây là điểm viewpoint. Ở đây mình ngóng ngói mà. À, thế ở góc kia nó đẹp nhất rồi. Cái góc mình vừa xuống ấy. Ừ. À, cái điểm lúc ấy mình thử tiến vào trong đi. Mình sẽ tiến tiếp vào trong đi, xem ở bên trong nó còn cái gì, có cảnh nào đẹp không. Mình tiến tiếp lên phía trên, xem phía trên này nó còn cái gì nữa không nhá. Xem còn điểm gì đẹp ở trên này không. Tất cả những cái gì đẹp nhất thì tinh túy nhất thì xem nào.
nó có trên này không nhá. Hello hello chạm tàu, hello mọi người. Wow, điểm này đẹp quá. Đây là toàn bộ hình ảnh về cái trạm tàu à. Điểm cao nhất rồi. Là ngắm toàn bộ cảnh về thị xã, thị trấn trạm tàu. Khung cảnh ở đây thì cực kỳ đẹp. Đúng khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc luôn, như Thụy Sĩ. Cảnh cực đẹp nhá các bạn nhá. Khung cảnh cực đẹp. Để mình tiến tiếp vào trong đi. Đây là cái hành trình cuối cùng của cái chuyến đi trạm tàu này. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái chuyến hành trình tiếp theo của mình. Các bạn hãy ủng hộ kênh và đăng ký comment giúp mình nha.